đôi xa vàng ngạt ngào hương hoa đen bằng một tình yêu chân thực, bằng một khát khao cháy bỏng, bằng sự vươn lên và nỗ lực không ngừng. Chúng tôi mang đến chuỗi sản phẩm được làm hoàn toàn từ sữa tươi sạch nguyên chất của trang trại TH, thơm ngon, bổ dưỡng, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch, giúp nâng cao thể chất, phát triển trí tuệ cho cuộc sống tươi khỏe mỗi ngày. Sữa chua ăn, sữa chua uống men sống, sữa chua uống tiệt trùng, sữa bổ sung dưỡng chất cho người lớn. Chuỗi sản phẩm TH thực sự thiên nhiên. Sữa sạch TH True Milk thực sự thiên nhiên. Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Ký ức thông thái của OI TV. Thưa quý vị và các bạn, măng là một loại thực phẩm được rất nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người băn khoăn khi sử dụng măng. Vậy làm thế nào để sử dụng măng cho đúng cách? Ngay trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau đây. Có nhiều những thông tin không căn cứ về việc sử dụng măng. Ăn măng có thể bị ngộ độc. Ăn măng sẽ bị tích tụ độc tố gây bệnh. Tuy nhiên, có người lại cho rằng măng chứa rất nhiều chất xơ, ăn măng rất có lợi cho sức khỏe. Những thông tin trái chiều đó khiến mỗi người có cách sử dụng măng khác nhau. Gia đình tôi thường cũng hay ăn măng, ăn thường là hay ăn vào dịp cuối tuần, thường những món ăn chế biến về như chẳng hạn như là canh măng thì hoặc măng xào, mọi người cũng rất thích ăn. Tôi thì cũng thỉnh thoảng có ăn nhưng mà tôi chọn loại măng sạch. Gia đình tôi thì ít sử dụng măng vì là thấy măng rất độc hại cho sức khỏe. Theo khoa học chứng minh thì măng là loại thực phẩm cung cấp nhiều chất xơ, chứa vitamin B12 rất tốt cho hệ thần kinh và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, để tránh ngộ độc khi sử dụng măng thì khâu sơ chế, chế biến măng đúng cách là rất quan trọng. Ngoài ra, cũng phải chú ý số lượng sử dụng để bảo đảm sức khỏe cho bản thân và gia đình. Các nhà khoa học cũng thấy là ở trong măng, nhất là trong những cái loại măng tươi đấy, thì là cũng có một cái thành phần, một cái chất gọi là HCN. Thì đây cũng là một cái thành phần mà nếu như mà với liều rất là cao thì nó cũng có thể là nó gây ra những cái không tốt cho cái vấn đề tiêu hóa. Cho nên là khi mà lượng ăn ấy thì là chúng ta cũng không nên là ăn một cái lượng quá nhiều. Và người ta thấy là cái khuyến nghị là một ngày đấy thì một người không nên ăn quá 50g măng thì là sẽ hoàn toàn không có cái những cái vấn đề gì có hại cho sức khỏe. Nguyên liệu an toàn là yếu tố quan trọng để đảm bảo những món ăn ngon miệng. Tuy nhiên, những thông tin về măng tẩy trắng, măng sấy lưu huỳnh khiến nhiều người hoang mang. Vậy, chọn lựa măng như thế nào để an toàn cho người sử dụng? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là qua đoạn phóng sự vừa rồi, chúng ta đã biết cách sử dụng măng sao cho an toàn. Còn bây giờ, để biết cách lựa chọn măng sao cho đúng cách thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với đầu bếp của chương trình ngày hôm nay, anh Hải Đoàn. Vâng, xin chào anh Hải Đoàn. Ngày hôm nay rất vui được gặp anh trong chương trình Ký ức thông thái. Vậy thì ngay bây giờ anh có thể chia sẻ cho đại dương cũng như là khán giả truyền hình được biết cái cách lựa chọn măng tươi sao cho đúng cách được không? Đầu tiên chúng ta chọn, thứ nhất là chúng ta nhìn cái đường viền nó bên ngoài măng nó dày. Cái thứ hai là màu nó sáng, nó trắng. Cái thứ ba là khi bóp nó mềm, rất là măng rất là non. Đấy, cái thứ tư là nó vẫn còn đủ các cái lớp mà có cái lớp gọi là người ta gọi là lớp lá bên ngoài này, nó đủ đầy đủ, nó không bị nát, không bị quá mềm, không bị nẫu. Như vậy là vừa rồi thì anh đã cung cấp cho khán giả những cái cách để lựa chọn măng tươi. Vậy còn đối với măng khô thì chúng ta sẽ có những cái cách lựa chọn như thế nào anh? Với măng khô chúng ta chọn những loại măng có màu nâu, khi sờ vào thì măng dày, không ẩm, không mốc. Khi bẻ thì măng không gãy. Xin được cảm ơn những thông tin vừa rồi của anh Hải Đoàn. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là vừa rồi thì chúng ta đã được biết cách sử dụng cũng như là lựa chọn măng. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần bảo quản và chế biến măng. Anh Hải Đoàn này, vậy thì trong cách bảo quản thì chúng ta sẽ có những cách bảo quản măng như thế nào? Với măng khô thì chúng ta cho vào túi ni lông, bọc kín lại, để nơi khô ráo thoáng mát, hoặc là chúng ta cũng có thể để vào trong ngăn mát của tủ lạnh. Măng chua tức là măng đã được ngâm nước, và để bảo quản nó thì chắc cách tốt nhất chúng ta cho vào một cái âu cho nước vào
bọc phi ni lông lại và cho tủ lạnh để vừa bảo quản được mà cũng vừa để cho cái măng có cái mùi của măng nó không lan ra cái tủ của mình. Để khi sử dụng thì măng luôn được ngon cũng như là an toàn thì chúng ta sẽ có những cách sơ chế như thế nào cho đúng? Với măng tươi thì về cơ bản chúng ta ăn vẫn thấy nó có cái vị hơi đắng. Cái đó là do một là măng tươi bản thân nó có một chút cái độc tố, để tránh cái việc mà độc tố nó có không tốt cho cơ thể, và thứ hai là cái vị của nó không đắng, thì chúng ta nên luộc măng hai nước, lần luộc như vậy là khoảng 30 phút. Trong khi luộc chắc chỉ chúng ta cho chút xíu muối thôi, sau đó sau khi luộc xong thì cũng có thể đưa vào chế biến những món ăn mà mình yêu thích. Đó, còn với măng măng khô thì với cách mà một cái bí quyết mà hầu hết là các bà nội trợ đều biết, đó là chúng ta ngâm măng khô vào trong cái nước vo gạo để có thể từ ngày rưỡi cho đến 2 ngày, sau đó mang ra rửa sạch và chế biến món ăn mà mình yêu thích. Măng ngâm thì chúng ta cũng chỉ cho vào luộc với nước để cho nó mất hết bớt cái vị chua nó đi, và trong quá trình luộc cho một chút muối, một chút đường và 1-2 quả ớt, nó luộc xong bỏ nước đi và có thể chế biến những cái món ăn mà mình muốn làm. Vậy thì từ măng thì chúng ta có thể chế biến được những cái món ăn như thế nào? Các cái món ăn chế biến từ măng, măng ngâm với giấm với tỏi. Đấy, ngoài ra có thể có những món ăn khác đơn giản thôi như là măng luộc hoặc là măng nấu canh, nấu măng nấu canh với các loại xương, các loại thịt. Và hôm nay tôi cũng có một cái món ăn có thể nói là cái vị nó tương đối hợp với cái măng, đó là cái tôm thịt nhồi vào trong măng, sau đó sốt với cả nước sốt chua cay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và trong phần tiếp theo của chương trình Ký ức Thông Thái ngày hôm nay thì anh Hà Hải Đoàn sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cách để làm món măng nhồi tôm thịt chua cay. Để thực hiện món măng nhồi tôm thịt sốt với lại chua cay thì chúng ta cần có những nguyên liệu như nào? Đầu tiên là chúng ta có măng. Ở đây tôi sử dụng măng chua với cái loại măng tương đối là gọi là bánh tẻ. Cái thứ hai là chúng ta măng nhồi tôm thịt thì chúng ta có tôm, rồi chúng ta có thịt, thêm chút xíu nữa là giò sống. Ngoài ra thì có nấm hương, có hợp nhĩ và một chút hành, tỏi, ớt và thịt hành. Gia vị. Bước đầu tiên chúng ta sẽ làm gì ạ? Bước đầu tiên là luộc măng, như tôi cũng đã hướng dẫn ở phần trước về sơ chế. Và trong khi chờ nước sôi thì chúng ta sẽ làm sơ chế các cái nguyên liệu khác. Ở đây chúng ta có tôm róc ra, tôm này thì bóc bỏ hết toàn bộ phần hết vỏ và hết đầu. Và tôm bóc xong rồi và nước cũng sôi rồi, bây giờ thì chúng ta lại tiếp theo là cho măng vào để chúng ta luộc. Vâng, và bước này rất đơn giản, đại dương sẽ cùng giúp hành đoàn trong bước cho măng vào luộc. Trong quá trình cũng chương trình chờ măng sôi và măng được thì chúng ta sẽ làm các cái công việc khác, đó là tôm thì chúng ta băm vỏ ra. Thank you.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là vừa rồi anh Hải Đoàn đã hướng dẫn đại dương cùng quý vị và các bạn cách chế biến món măng nhồi tôm thịt sốt chua cay. Và xin cảm ơn anh Hải Đoàn hôm nay đã đến với chương trình Nước Thông Thái để cùng chia sẻ với đại dương cũng như tất cả khán giả đang theo dõi truyền hình về cách bảo quản cũng như là chế biến một món ăn rất ngon từ măng. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Bằng một tình yêu chân thực, bằng một khát khao cháy bỏng, bằng sự vươn lên và nỗ lực không ngừng, chúng tôi mang đến chuỗi sản phẩm được làm hoàn toàn từ sữa tươi sạch nguyên chất của trang trại TH, thơm ngon, bổ dưỡng, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch, giúp nâng cao thể chất, phát triển trí tuệ cho cuộc sống tươi khỏe mỗi ngày. Sữa chua ăn, sữa chua uống men sống, sữa chua uống tiệt trùng, sữa bổ sung dưỡng chất cho người lớn. Chuỗi sản phẩm TH thực sự thiên nhiên. Sữa sạch TH True Milk thực sự thiên nhiên.